Hallelujah, cảm ơn chúa cảm ơn chúa vì chúng ta còn có thêm một ngày nữa để cùng học lời chúa chung với nhau à, nhiều khi á, chúng ta không thấy được những gì mình đang có là phước chỉ có khi nào mà mình hết đó, mình mất đó mình không còn nữa thì lúc đó mình mới nghĩ rằng ồ mình tiếc quá ừ, ước gì mà nó có lại cho nên xin hãy trân quý những gì mà tôi và anh và em còn có được trong ơn của chúa Ngày hôm qua thì trong năm câu đầu của chương 14 đó thì chúng ta đã thấy được cái kết cục tuyệt vời của những người có cái dấu của Đức Chúa Trời và dấu của chiên con. Họ được cứu khỏi cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sắp giáng xuống đất để được ở cùng Chúa ở trong cái sự vui thỏa. Vậy thì còn cái số phận của những người mà nhận dấu của con thú tức là Rich giả, tức là kẻ thay thế đấng hay là Antichrist thì sẽ như thế nào? Cái phần kinh thánh của ngày hôm nay và những ngày tiếp theo đó sẽ cho chúng ta thấy được các cái kết cuộc kinh hoàng dành cho họ. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp từ câu 6 cho đến câu số 13, chương 14 sách Khải Quyền. Trước hết chúng ta xem câu 6 và câu 7. Rồi tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa bầu trời, có tinh lành đời đời để công bố cho cư dân trên đất, cho tất cả các nước, các bộ tộc, các thứ tiếng, các dân tộc. Thiên sứ nói lớn rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của dân ngài đã đến hãy thờ phượng đấng tạo dựng trời đất biển và các nguồn nước lần đầu tiên anh chị em trong cả kinh thánh đây là lần đầu tiên thiên sứ được giao cái nhiệm giao cái nhiệm vụ là giao báo tin lành cái cảnh này gợi nhớ đến cái lúc mà chúa giáng sinh à, cũng có cái sự tham gia của các thiên sứ tôi có cái suy nghĩ là phải chăng cái lúc chúa giêsu giáng sinh là khởi đầu của tin lành còn giờ là lần cuối cùng kết thúc Có thể ai đó trong anh chị em thắc mắc là Tinh lành đời đời là gì Ngay và luôn Thì tinh lành đời đời không có liên quan gì Đến cái phúc âm đời đời Là cái cụm từ mà những người Thuộc cơ đốc Phục Lâm Theo ông Dương Quốc Tùng Hay là ông Quách Trọng Toàn Hay sử dụng để đánh lặng cái con đen hết đó. Hôm rày là đồ đệ của Ông Dương Quốc Tùng là đã tràn vào cái Facebook của tôi để 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 bình luận và đính kèm những cái link YouTube của à, của ông ấy mời mọi người vào xem. Các tà giáo khác cũng đang dùng cái cách này một cách triệt để đó anh chị em. Tức là đính kèm cái link để chào mời người khác. Nó không vào nó viết là bậy đâu, nhưng mà nó vào nó cũng chào là xin Chúa ban phước cho mục sư rồi đính kèm một cái link. À nên là nhiều anh chị em khác Để vào đó và dễ lít vào cái link đó. Các mục sư và các cái trang Facebook của các hội thánh là cần hết sức cảnh giác cái chiêu này. Đó là chưa kể là nhiều cái phòng Zoom hiện tại đó thì quý vị là tôi để ý là quý vị toàn là cho cái bus cái 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 mật khẩu công khai. Nên người của các tài giáo sẽ tràn vào trong các cái phòng Zoom để kết bạn rồi để quậy ở trong đó. Nếu mà cái phòng Zoom của quý vị nó không có một cái đội ngũ truyền thông giám sát liên tục à, cái lúc mà đang diễn ra sự kiện thì quý vị sẽ gặp trắp bộ sớm muộn đó, nó nó sẽ xảy ra cạnh đó hẳn như là có thể quý vị có cái mục đích khác nhưng mà tôi nói thật không phải số nhiều số đông xả cửa thì bao giờ cũng là tốt đâu đừng có quên là chúng ta đang sống trên xứ nào nữa <laughs> cho nên cái môi trường thuộc linh đó quý vị cũng cần phải áp dụng cái nguyên tắc 5 k à, <laughs> Chúng ta, chúng ta chúng ta trở lại với cái chuyện tinh lành. À, tinh lành đời đời thì không phải là phúc âm đời đời của mấy ông Cơ đốc Phục Lâm. À, ngay và luôn như thế. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ lại lời của à, sứ đồ Paul ở trong Galaty chương 1 câu 7 câu 8 thì ông nói gì? Không có tinh lành nào khác đâu mà chỉ có một số người quấy rối anh em và muốn xuyên tạc tinh lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai, dù là chính chúng tôi hay thiên sứ từ trời truyền cho anh em một tinh lành khác với tinh lành chúng tôi đã công bố thì người ấy đáng bị anathem là bị rủa sả đó. Như vậy thì cái tinh lành đời đời mà cái vị thiên sứ bay giữa trời rao báo trong chương 14 câu 6 này Cùng là một tinh lành mà các sứ đồ và các môn đồ của Chúa Giêsu đã từng rao giảng và cũng chính là tinh lành của Đức Chúa Jesus Christ là tinh lành về nước Đức Chúa Trời mà tôi và anh chị em hiện đang rao giảng. Không có cái tinh lành nào khác đâu. Thiên sứ bảo gì? Hãy kính sợ Đức Chúa Trời thay vì sợ con thú Tiếp theo Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời hay là dân vinh quang cho Đức Chúa Trời thay vì cho con thú Thứ ba Cuối cùng Hãy thờ lại Đức Chúa Trời thay vì thờ lại con thú Không có ý kiến hay cò gì ở đây trơn Đây là lệnh Đây là vương lệnh Đây là thiên lệnh Nhưng mà tôi muốn anh xem để ý hai cái câu kinh thánh Trong cái thời kỳ của chúng ta đây Tức là cái khi mà mà những môn đồ của Chúa mà giảng tin lành thì nó khác với cái vị thiên sứ này như nào. Chúng ta xem công vụ chương 2 câu 40. ra lại lấy lời nhiều phi uh, ra lại lấy lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng các người khác cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian ác này. Công vụ 18 câu 4, và mỗi ngày Sa-bát phao giảng luận trong nhà hội cố thuyết phục người Do Thái lẫn người Hy Lạp cái cái khác biệt giữa giảng tin lành trong cái thời đại ân điển mà chúng ta đang sống đây với giảng tin lành trong cái thời kỳ đại nạn là gì là thời này nè thời nay nè mà mình rao giảng rồi mời gọi rồi thuyết phục các kiểu còn trong thời đại nạn ha đặc biệt là trong cái lần cuối cùng này thì không có chuyện khuyên lơn thuyết phục gì đâu rồi một là tin hai là tiêu rồi không có năng nghĩ ấy ơi hết đó. đó là lý do mà tôi nghĩ đến phút cuối cùng thiên sứ mới được giao cho cái nhiệm vụ này vì mấy ông đâu có phải là người đâu mà cảm thông mà khuyên bảo mà năn nỉ à, nhưng mà dù là người hay là thiên sứ đã là phúc âm mà rau báo rồi thì tin lành bao giờ cũng chốt hạ bằng cái chữ là ăn năng và tin rồi à, không tin là tiêu thôi vậy thôi chúng ta xem lại cái câu số 6. Rồi tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa bầu trời có tinh lành đời đời để công bố cho dân cư trên đất cho tất cả các nước, các bộ tộc, các thứ tiếng, các dân tộc. Cái câu kinh thánh, cái câu kinh thánh này này, đó là câu 6 của chương 14 này nè. Mới ứng nghiệm hoàn toàn lời của Chúa Giêsu trong Matthew chương 24 câu 14 đó anh chị em. Đó là tinh lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Đây là lúc mà mọi Đây là lý do mà mọi miệng phải ngậm lại Trong cái ngày phán xét đó Bởi vì sao Vì ai cũng được ban cho cái cơ hội để nghe tin lành con gì Tự chọn ha Nhưng mà anh em để ý Đến lúc này rồi mà Chúa vẫn còn cho rau báo tin lành Chúng ta sẽ thấy được cái tấm lòng của Chúa Đối với con loài người như thế nào Thật đúng như là phê ra nhì chương ba câu 9 anh chị. Chúa không muốn mọi người Một người nào chết mất Mà Chúa muốn mọi người đều ăn năn Chúng ta đi tiếp tục xem lại câu số 7. Thiên sứ nói lớn rằng: "Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Đấng tạo dựng trời, đất biển và các nguồn nước. Sớm hay muộn gì thì cái giờ phán xét của Thiên Chúa dành cho cư dân trên đất cũng sẽ đến. Hãy trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng trời, đất biển và các nguồn nước ngay hôm nay quý vị ơi." Chúng ta đi tiếp tục ở câu số 8 một thiên sứ khác là vị thứ hai theo sau nói rằng Babylon vĩ đại đã sụp đổ đã sụp đổ rồi nó đã khiến tất cả các nước uống rượu cuồng loạn vô lung của nó cái câu này giống như là một cái tiếng vọng lại của Esai 21 câu 9 rồi người lính canh nói Babylon đã sụp đổ sụp đổ rồi mọi hình tượng tà thần của nó đã bể nát dưới đất chắc chắn là Babylon mà mà thiên sứ tuyên án không phải là Babylon một di tích thật sự là một phế tích hay là một cái tàn tích ngày hôm nay à, cách đăng, cách cái thủ đô Baghdad của, của của Iraq về phía nam khoảng tầm 90 cây số không không phải cái 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 di tích lịch sử đó đối với cái người đọc thờ bây giờ đó anh em tức là những người mà đang bị bắt hại tại thuộc thuộc bãi hội thánh tiểu á đó, thì Babylon được ngầm hiểu là Roma chính sứ đồ Ferrer khi viết thư cho À, trong thơ Philo thứ nhất ấy, thì ông cũng nói như này hội thánh tại babylon những người cùng được chọn như anh em gửi lời chào anh em con tôi là mát cũng vậy mà khi ngày đó đó người ta nói roma thì người ta không bao giờ hiểu là là thành phố roma đâu mà hiểu là cả hiểu một cách rộng hơn là cả cái đế quốc la mã giống như ngày nay đó thí dụ như khi người ta nói là hà nội ra tuyên bố thì người ta không hiểu là cái thành phố không nghĩ là thành phố hà nội mà ta hiểu đó là gì là chính phủ việt nam vâng thời bây giờ người ta có thể hiểu Roma Babylon là Roma tức là một cái một, một cái nickname cho Roma là đế quốc La Mã luôn nhưng mà Babylon chính xác là gì ấy, thì phải chờ đến chương 17 với chương 18 của sách Khải Huyền mới rõ và không chỉ là có một baby đâu mà ta có chính xác là ta có tới hai baby lặng anh chị em ngạc nhiên không phải đến cái bát hay là cái bình thứ bảy đó tức là cái án phạt cuối cùng thì cái cặp đôi Babylon này nó mới đổ Nhưng mà ở đây đó Thì cái vị thiên sứ thứ hai đã tuyên bố gì Babylon vĩ đại đã sụp đổ Đã sụp đổ rồi không phải sẽ nha Mà là đã Điều này nó có nghĩa gì Án đã tuyên rồi Án tử hình đã được tuyên ở đây à. Trong chương 17 và chương 18 Chỉ là cái giờ thi hình án thôi Vậy, nhưng vậy thì sớm công khai cái bản án ở đây là nhằm mục đích gì? Chắc chắn là có mục đích. Uh, hay nói những cái ngôn ngữ của cái thế hệ mà về uh, Z đó tức là Gen Z đó, là chắc chắn là có ý đồ uh. cũng giống như là trong cái thời gian gần đây đó thì uh, cái việc phong sát một loạt cái ngôi sao trong làng giải trề, giải trí hoa ngữ đó như là ngôi việt phàm như là trịnh sản hay triệu vi này nọ đó đã khiến cho các cái nghệ sĩ trung quốc khác phải dứt tình đoạn nghĩa phải, phải phải cắt đứt mọi liên lạc với những người đang thỏa án thì cái việc mà sớm công khai cái bản án mà tiêu diệt babylon đó, là nhằm mục đích gì nhằm mục đích để tỉnh ngộ những cái kẻ hay nói chính xác hay là những cái quốc gia mà còn đang uống rượu cuồng loạn vô luân của nó quay đầu là bờ trở lại thời chúa còn không là sẽ chết chung chết chùm đó. đó. cái 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 mục đích mà của cái việc mà công bố sớm cái bản án đối với babylon đó, đó là lòng nhân từ vô biên của đức chúa trời anh chị em cho đến tận lúc đó mà chúa vẫn còn không muốn cho người ta bị hủy diệt cái điều này nó không có khác gì chúa đã từng làm đối với jerusalem và juda qua chức vụ của tiên tri jeremy đến tận phút cuối cùng, trước giờ Jerusalem bị quân quân Babylon nó phóng hỏa nó hủy diệt hết. Chúng ta đi tiếp tục từ câu 9 cho đến câu số 11. Một thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau, nói lớn tiếng rằng: "Nếu người nào thờ lại con thú hình tượng nó và nhận dấu trên trán hay trên tay mình thì người ấy sẽ uống rượu thịnh nộ không pha của đức chúa trời rót vào chén thịnh nộ của ngài sẽ bị đau đớn trong lửa và lưu huỳnh trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con khói sự đau đớn của họ cứ bay lên đời đời những người thờ lại con thú cùng hình tượng nó và bất cứ ai nhận dấu của tên nó thì ngày hay đêm đều không được an nghỉ bố của vị thiên sứ thứ ba là liên quan trực tiếp đến từng cá nhân Lời công bố cái vị thứ nhất ấy, là cho muôn dân muôn nước. Cái vị thứ hai là hẹp lại ở trên Babylon. Một cái thể chế và quản lý về phương diện tinh thần và vật chất của con người. Còn cái vị thứ ba đó thì thu gom lại trong phạm vi từng cá nhân. Không một đối tượng nào thoát được hết. Kết cuộc dành cho những người mang dấu của con thú và thờ lại nó là gì? Là vừa được nướng vừa được luộc. Nó là trong lửa và trong lưu huỳnh đó anh chị em. Giống như là cái nồi lẩu hai trong một của Hàn Quốc vậy đó Vừa nướng vừa nước Nhớ là đến lúc này thì tất cả cư dân ở trên đất à, Cư dân mà còn lại ở trên đất á Thì đều thờ lại con thú và mang dấu của con thú rồi Đừng có mơ là quý vị còn ở đó nha Đừng có mơ là quý vị lúc đó còn ở đó mà không mang dấu của con thú trên trán hoặc trên tay phải nha hoặc là quý vị thật sự thờ lại Đức Chúa Trời Và được đóng ấn hay là được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh Và đã được cất lên từ thờ tống quánh nào rồi Hoặc là quý vị còn ở lại dưới đất Vì quý vị chỉ có cái võ là thờ Chúa Chứ còn lục thủ ngũ tạng là thuộc về rít giả Ở đó mà bảo là không thờ lại nó Ở đó mà bảo là nó không chịu mang dấu của nó Ở đó ở đó mà lo tích trữ lương thật Lo mua đất làm nông trại để giữ đức tin Đức tin gì lúc đó nữa Lúc đó là đức bóng Đối với những cái người mà sống trong cái kỳ đại nạn đó, Thì cái việc không chịu thờ lại rít giả yeah, Tức là con thú đó anh chị em Và không chịu mang dấu của nó là ba số 6 Ở trên trán hoặc trên tay phải đó Thì phải trả một cái giá rất là lớn Không mua bán gì được Lại còn phải chịu bắt bớ, bắt hại đủ các kiểu Tuy nhiên Cái giá phải trả để mang cái dấu của con thú và thờ lại nó đó thì đắt hơn vô cùng so với cái giá mà một người phải trả để không thờ lại con thú và mang dấu của nó. Tôi nói lại, cái giá phải trả để mang dấu của con thú và thờ lại nó đó thì đắt hơn vô cùng so với cái giá mà một người phải trả để không thờ lại con thú và mang lấy dấu của nó. Giá đắt như nào? Chúng ta xem lại câu 9 đến câu 11. Nếu người nào thờ lại con thú cùng hình tượng nó và nhận dấu trên trán hay trên tay thì người ấy sẽ uống rượu thịnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót vào chén thịnh nộ của Ngài sẽ bị đau đớn trong lửa và lưu huỳnh trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con khói sự đau đớn của họ cứ bay lên đời đời những người thờ lại con thú cùng hình tượng nó và bất cứ ai nhận dấu của tên nó thì ngày hay đêm đều không được ăn nghỉ rượu không pha là nguyên chất đó anh chị em là cực đỉnh nó là giận hết nắng luôn á nói theo kiểu miền trung là uống đỏ luôn đó ừ. nhớ là rượu phạt nha vừa luộc vừa nướng như đó đã đau đớn như vậy rồi mà còn phải chứng kiến cái cảnh là những người có dấu của đức chúa trời là vui vầy là ca hát quanh ngài thiên chúa suốt ngày như đó đó là chưa kể nha chúa còn cho chiếu lại Chúa còn cho nhớ lại những cái lần mà người ta nói về Chúa cho mình Mời gọi khuyên bảo là thiếu điều năng nỉ Mình tin nhận Chúa, tin thờ Chúa Nhưng mình cứ hết lần này tới lần khác từ chối Cái nỗi đau đó là không thể tả Không phải một ngày, hai ngày đâu Mà là đời đời kiếp kiếp như đó Chúng ta đi tiếp hai câu cuối cùng Đây là lòng nhẫn nhục của các thánh đồ Là những người giữ các điều răng của Đức Chúa Trời Và Đức tin nơi Đức Chúa Giêsu. Tôi nghe có tiếng từ trời bảo rằng hãy viết đi từ nay trở đi phước cho những người chết là chết trong chúa thánh linh phán thật vậy họ được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc của mình và những công việc của họ đi theo họ sau khi ghi lại cái lời rao báo của ba vị thiên sứ về những gì sẽ xảy ra trên đất vào cuối kỳ đại nạn thì chúa hướng trực tiếp đến những người đọc đầu tiên tức là những người mà đang chịu khổ nạn vì cái danh chúa tại tiểu á lúc bây giờ và với con dân chúa qua mọi thời đại trong đó có tôi và anh chị em Chúa nói gì? Công lý của Chúa chắc chắn sẽ được thực hiện đúng kỳ. Những kẻ không tin thờ Chúa đó, chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt xứng đáng. Còn những cái người mà đặt lòng tin ở Đức Chúa Giêsu và vâng giữ lời của Đức Chúa Trời đó thì chắc chắn sẽ được tưởng thưởng, sẽ được an nghỉ. Đối với người đời thì sống mới là phước, còn chết là mất là hết. Nhưng trong cái nhìn của Chúa thì chết không phải là hết chết không hẳn là mất và thậm chí chết còn là phước vấn đề là chết ở đâu chết ở trong chúa hay là chết ở trong con thú tức là chết ở trong chúa hay là chết ngoài chúa kể cả chết thì chết trong chúa mới thật sự là được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc mình và những công việc của chúng ta đi theo chúng ta còn chết ngoài Chúa Tức là chết không có Chúa đó Tức là chết mà không có Đức Chúa Giêsu Làm Chúa và làm chủ của cuộc đời mình ấy Thì sẽ bị đau đớn trong lửa và trong lưu quỳnh Trước mặt các thiên sứ thánh Và trước mặt chiên con Ngày hay đêm đều không được an nghỉ Nếu một mai cái cuộc đời trên đất của quý vị Đến hồi kết thúc Thì quý vị sẽ chết ở trong Chúa hay là chết ngoài Chúa Quý vị sẽ là người chết có Chúa Hay là quý vị sẽ là người chết không có Chúa Chết mà có Chúa Mới được kể là Có phước Còn chết mà không Chúa Thì sẽ bị kể là mất phước Quý vị thuộc thành phần nào Có phước Hay là mất phước Chúng ta cùng đến với Chúa Trong sự cầu nguyện Hallelujah Hallelujah cảm ơn Chúa vì sự hy vọng mà Chúa ban cho chúng con qua lời của Ngài giữa lúc những dịch bệnh, những khó khăn, vây phủ ở trên chúng con, trên người dân ở trên đất thì chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài hướng cái nhìn chúng con về tương lai, Ngài hướng cái nhìn chúng con vào chính Chúa là thần công lý là đấng cầm quyền tế trị trên cả cõi trời đất này. Đấng sẽ phán xét toàn nhân loại đúng cái thời điểm mà Ngài đã định. Xin cho mỗi một chúng con, đặc biệt là những anh chị em con đang trong hoạn nạn, đang trong thử thách. Thêm sự kiên nhẫn cho họ, thưa Chúa. Thêm sự kiên nhẫn cho họ. Thêm sự kiên nhẫn thêm sự bền đổ nơi chính mình Ngài, nơi cái sự thành tính của Ngài. Vì cớ Chúa có thời điểm của Ngài để trả lời mọi điều anh chị em con cầu xin. Chúa có thời điểm của Ngài để thực thi công lý ở trên đất này. Lạy cha, xin thêm ân điển của Ngài cho mỗi một chúng con. Để chúng con có thể vững lập đức tin ở nơi lời của Chúa và nơi con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Con cầu xin cha cho tất cả quý vị thân hữu, những người mà có cơ duyên nghe được lời này của con. Xin ban cho họ một tấm lòng mở ra, một tấm lòng khiêm nhu. Xin ban cho họ một tấm lòng ăn năn để họ trở lại thờ phượng Ngài. Là đấng dựng nên trời, đất biển và các nguồn nước. Cũng là đấng sẽ phán xét con loài người vào thời cuối cùng. Xin ban cho quý thân hữu của chúng con có một cái tấm lòng ăn năn và tiếp nhận con Ngài là Đức Giêsu Christ làm Chúa và làm cứu Chúa của cuộc đời mình để họ được an nghỉ ở trong ngày cuối cùng để họ được vui hưởng cái phước lành của một người làm con Thiên Chúa trong sự hiện diện viên miễn của Chúa chúng con khi mà thời đại này kết thúc chúng con biết ơn Ngài cầu xin Cha mở lòng mở trí hết thảy những người nghe đem họ trở lại trong sự tỉnh thức, trong sự sẵn sàng chờ đón cái giờ kết thúc của cái thời kỳ khó khăn này. Chúng con tạ ơn Chúa, nguyện sự bình an của Chúa ở cùng với hết thảy chúng con và nguyện lòng của chúng con được dứt giấy mỗi một ngày bởi lời của Chúa. Chúng con tạ ơn Cha và thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.